Tưởng nãy giờ ghi hình rồi chứ. Bây giờ bắt đầu, đang ghi rồi đấy. Chào mừng các bạn đến với cái buổi co-op lâu lắm rồi. Mới lại có một buổi co-op với cậu em Dưa Cathy của mình. Cậu em dạo của mình dạo này bận tán gái nên là không có thời gian để co-op với mình đấy. Nên là hôm nay thì thôi cũng bớt thời gian cho gái, chuyển cho với anh một tí. Thế là thôi để cậu em mình nó giới thiệu, bởi vì nó lâu ngày nó ở ẩn lâu quá rồi, bây giờ cho nó giới thiệu tí. Xin mời. Ok, như vậy là chúng ta đã trở lại với cái ăn thành toàn tập này. Thì hôm nay mình và anh Tài sẽ quay một cái video chơi hai thằng high up. Đấy, mình thì sẽ chơi Tyrion, còn anh Tài sẽ chơi cái con Evergreen. Start thôi nhỉ? Start thôi. Anh chưa biết kiểu gì, anh chưa chơi cái con này bao giờ ấy. Không biết chơi kiểu gì. Thực ra cái DLC này mình tải về chắc cách đây phải đến nửa năm chưa nhỉ? Nửa năm rồi em đã chơi con đấy đâu. Nhưng mà xong cứ để em xó đấy. Em cũng chưa bao giờ đụng vào cái con tóc hồng luôn. Thực ra là mình có quá nhiều cái phải động vào. Chưa đến lượt nó. Còn cả mấy anh xác ướp anh đã động đến đâu? Xác ướp nữa. Thật sự có DLC mới kia cũng chuẩn bị. Anh nhìn cái thằng đấy anh thích ấy. Thằng ma cà rồng. Thằng đấy hay. Nên có cái bọn khổng lồ bắn súng à? Khổng lồ bắn súng. Mấy thằng trông như kiểu Transformer ấy. Kinh vậy. Có rồi, anh đã có rồi. Có từ ngay ngày đầu tiên bắt đầu có hàng. Cho phép đặt hàng có rồi. À thế à, mua rồi là gớm nhỉ. 205 đồng. Được đấy. Bơi bời đấy. Hình như là trên Steam hình như là 200 mấy. Mua trên Steam nó phải tầm 201 hay 202 rồi, anh không xem giá lắm. Không xem lắm. Thực ra hồi trước mình cũng hay chơi, hồi bắt đầu chơi trò này thì làm gì có thằng nào biết mua đâu, chỉ toàn chơi crack thôi. Chơi crack xong rồi mình thấy hay mình xong rồi đến lúc crack nó có vấn đề, cứ mỗi lần update trời mỏi mồm, mỏi hết cả cổ, không thấy nó update. Chả thấy thằng cracker nào nó crack được cái bản mới cho mình, nhiều lúc bực. Xong bảo bây giờ nó cũng đáng bao nhiêu lắm đâu. Mua gái chơi. Ui, em bỏ bao tiền ra mua cái game này. Game này bỏ bao tiền mua từ cái đợt mà nó chưa có Steam Việt Nam. Anh thế tính ra bây giờ nó phải rơi vào đôi củ. Tầm đấy đấy. Nếu mà mua ngay từ lúc bắt đầu phát hành cộng cả tất cả các DLC lúc bắt đầu phát hành thì nó phải rơi vào tầm đấy rồi. Tính nguyên cái bản này chưa thèm tính bản 1 đấy. Em tính cả bản 1 vào là cũng phải được đôi của 2, 2 của 2, 2 của 3 tầm. Bản 1 thì nó lại bây giờ thì lại rẻ bèo luôn. Bản 1 bây giờ thì rẻ bèo luôn. Bản 1 bây giờ thực ra 2 năm rồi, từ năm 2016 đến năm 2018. Cái bản 1 bây giờ người ta có chỉ để update cái bản 2, nó chơi xong bản 2 chứ nó có động đến đâu mà. Nó chỉ đúng rồi. Tải về để nó để đấy, nó không thèm cài luôn. Đầy thằng nó bỏ nó không cả cài luôn. Nó cài làm gì đâu. Tướng không lên được level 40. Cái bản này thì tướng 40 hero là quá đẹp luôn. Level lên 40 thì hero vừa đủ đẹp điểm để cộng nhỉ. Bọn hero ấy. Đây rồi, chiến rồi. Mình vào trước. Đây rồi, anh đây rồi. Em có bị lag giật gì không đấy? Không biết, để di chuyển xem thì mới nhìn thấy được. Alariel the Everqueen. Đây rồi. Nhưng mà bắt đầu vào lúc nào nó hơi giật giật một xíu. Mình vào phát mình đứng cạnh ngay hai con ngựa trắng này. Con đấy vừa vào được cái que, được cái gậy để trưởng luôn nhỉ. Nhưng mà anh chả biết dùng cái đấy như nào. Nói chung thì kiểu thì nói chung mình cũng phải mua ít quân nữa. Mà đánh nhau sao chậm vãi thế này. Chậm đâu. Chậm chậm mà. Đi chưa? Mua cái mấy thằng ma cây đó. Rồi hết tiền luôn. Vãi trưởng. Lại bình thường rồi. Chắc cái bản này cứ vào mà bắt đầu là nó hơi chậm đúng không? Mình có một con hero. Một con hero mà. Bạn có vẻ ngon đấy chứ nhỉ? Thấy đi không bị giật thế nào.
Rồi, sang luôn lượt của ông em cho nó lành. Đang tính lượt sau rồi, đánh, đánh. Chắc anh phải đánh luôn cái thành của nó nhỉ? Chưa chơi con này đánh luôn đi, làm gì nữa. Beginning my journey. Em cố gắng chiếm xong cái tỉnh đấy thì khả năng hai anh em mình phải thống nhất đánh cùng nhau mới được, chứ còn bây giờ mua quân thì hơi tốn tiền. Sao để hai thằng tiến đánh giải quyết luôn cùng một, hai quân đoàn đánh cạnh nhau ấy được. Nhưng mà anh đi xa ấy, bị nó móc lốp rồi to ấy. Gần mà từ từ cứ xem như nào, cứ chiếm được mấy cái này gần quanh đây đã phải tính. Anh còn chưa chắc đã chiếm nổi cái vùng trên kia bởi vì quái đã. Con bắn khủng của anh mạnh, không phải sợ. Em có tuyển được con đấy không nhỉ? Có. Ồ, thế thì em ngon hơn anh à? Như em không tuyển được ma cây đúng không? Không tuyển được ma cây. Đùa, cái bọn út 2F nó đã mạnh thì chớ, nó còn update cho mấy cái lính khủng bố như thế thì bố nào đỡ được nó nhỉ? Con Sistan Avernon này thì nó bắn cho thì thôi. Riêng mà nó thủ thành mà nó bắn cho có khi chưa chạy đến chân thành nó chưa hết rồi. Nếu mà bọn kia không có khổng lồ nó có biết gì nhở. Anh thấy nó bắn thấm lắm. Bắn thấm mà. Ờ, thằng này nó không vẫn không bằng bọn 2F. 2F nó đang sơn giáp bọn là Wood F. Wood F á? Wood F nó bắn sốc mặt. Em biết, em Wood F em biết tại sao nó mạnh không? Thứ nhất là nó phục kích được nhá. Cái thứ hai là nó búp của tướng, búp của công nghệ cực mạnh luôn. Chưa kể là riêng một mình thằng út ép nó có tướng của nó mới có skill là tăng 10% tầm bắn cho cung thủ. Em chỉ cần cho 5 thằng... Nó tưởng mua ma cây mà là mua lính giáo à? Tiền đâu mà mua ma cây đấy. Mấy cả là đã lên cấp được đâu, chưa lên cấp được. Làm trận phát đã xem ăn được không nhỉ? Không anh ăn. Nghe, sợ gì? Không ăn cũng phải ăn. Đánh tốt, ăn tốt, lính khỏe. À, cho Dương chuyến này chỉ huy tư lệnh bộ kỵ binh nhá. Xem nào, có một cái skill tăng reload với cả tăng melee attack này cho cái con hero nó đeo nhỉ. Tăng hồi phép thì cho thằng tướng đeo là chuyện rồi. Ôi, tỷ lệ mình thua cao mà. Nó còn có xe đâu. Thôi được rồi, cho Dương chỉ huy hai thằng ma cây, còn kỵ binh anh chỉ huy nguyên bộ binh nhá, nguyên okay. Hai thằng ma cây đấy em phải vòng vòng nào cắn nó nhá. Cúc của mình tầm bắn xa nó nhỉ, xa hơn nhiều chứ. Nhưng mà nó lại có nhưng mà xe, nó có xe, cố gắng cho con kỵ binh sao đi. Đứng xa xa vào là có chỗ móc luôn. Kỵ binh của em chắc phải tạt cánh để móc được cái xe đấy của nó đó. Ok. Còn hai thằng ma cây. Ma cây. Sau này chơi ma. Ủa, cái con này nó có thằng ma cây này cực kỳ mạnh luôn. Bởi vì biết tại sao? Bởi vì 2F nó điểm yếu duy nhất đó là nó không có quái to khổng lồ trên bộ. Đúng không? Ừ. Rồng của nó thì nói chung là cũng ổn rồi. Rồng của nó là ổn rồi. Rồng của nó thì nói chung là cũng thuộc dạng mạnh rồi, không phải là loại tồi lắm đúng không? Và rồng quá đắt, rồng đắt phải đấy. Đắt nhưng mà vẫn chơi được. Nhưng mà nó bộ binh của nó lại không có nó có cái thằng để có thể làm tường cho bọn cung thủ của bắn. Ừ. Đấy. Lấy cái thằng cầm kiếm được, thằng cầm kiếm to. Ở đấy cũng khá. Thằng nào? Ủa, cái thằng cầm kiếm to lâu lâu không vào cái map của nó, nhìn cái bản đồ đẹp vãi chưởng luôn, như là phim. Lâu lâu mình chơi ở cái thế giới tối tăm của mấy anh Norska, bây giờ chuyển sang cái đất của thần tiên nhìn nó đẹp thế. Ở đây rồi. Sao nào, bán đội cho Dương rồi. Trước đó quên mẹ mất bán đội kiểu gì rồi. À đây rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Lâu ngày không động đến quên mất cách bán độ. Rồi. Bài cũ cung thủ. Ây da. Cung thủ nó không có kỵ binh đúng không? Em cứ để cái bọn cây to ở đây để phòng thủ. Hai thằng kia đi móc lốp được rồi. Cho lên mà đánh nhau thôi, sợ gì. Đứng xa ra để cho tách quân mình, tách lính của nó với cả con pháo ra dễ móc lốp hơn.
đúng Em như xông bây giờ. thẳng lên đi, đánh nhau cận chiến được mà. Tướng của mình cũng hổ báo phết đấy. Devoted servant. My power is yours. Rồi, bắt đầu đi. Anh thấy mạng có vẻ cũng ổn ổn đấy. Máy của Dương có vẻ ngon hơn đấy. Như nào? Nó đang di chuyển. Nó tiến đến. Nó có tiến đến, tiến nó đến đang rồi. Bắn mình. Nó cậy, nó có cái cây. À, nó có cái xe. À, xông lên đây. Khó đánh rồi, nên mình phải lên thôi. Ôi, không nhận là đẹp mà, quang cảnh quá đẹp luôn đấy. Ôi chết, nó bắn cho rồi, thấm đòn. Bắn sắp mặt rồi. Không lên không được chứ. Kỵ binh đang chuẩn bị móc mấy thằng cung tên nó kìa. Thấy rồi sao, thấy rồi. Thấy rồi cũng phải ăn. Bắn. Ôi, đất gai của thần tiên đẹp vãi chưởng. Lâu lắm rồi mình không sang cái vùng đất thánh này. Anh nói anh hiếm đấy. Em ăn câu nó, em câu nó đi để anh mấy cho mấy thằng Spear nó đi lùa mấy thằng cung của nó được. Đáng sử. Kỵ binh rồi, lùa mấy thằng cung tên nhanh, khẩn trương. Đấy, từ góc. Chết rồi, nó cho mấy thằng cung tên ra đây. Mấy thằng khỏe phết. Không sao, cho cung tên bắn sấp mặt nó từ sau lưng, ăn được. Cung tên phải bắn đằng sau lưng nó thì mới thấm được rồi. Giáp được thằng. Ôi mấy thằng kiếm nó chém đau quá rồi. Tao có xử hết bọn này. Con cung là con cung. Mấy con cung bắn thấm chưa? Chết mẹ nó kiếm rồi. Không có cung bắn. Vừa đánh yếu nhỉ? Yếu mà. Dựa để chủ yếu là ca ve. Mày láo. Vừa lại nói cao em chứ thằng chọc thằng bây giờ, nó mà nó không chết. Mình hỏi bây giờ hỏi các thanh niên là thế bạn có biết Trần Duy Hưng là ai không? 10 thằng thì chẳng cả 10 thằng bạn trả lời chả biết là ai nhỉ. Dương Trọng không biết á. À, biết không hả? Dương không biết à? Bác ấy nổi tiếng thế, bác ấy là chủ tịch đầu tiên của thành ủy Hà Nội, thành phố Hà Nội mà. Yeah. Ờ, đấy. Mỗi phố rồi. Chết rồi, cho mấy thằng cung tên mỏng ra đây. Kìa, bắn hết vào quân mình kìa. Rồi, xong rồi, thằng này nó lên ấy rồi đấy. Nó chạy quay tay rồi. Ok, này, mấy thằng Spear mà đánh nhau mấy thằng cung mãi xong. Bắn bọn súng của nó ra. Kìa đánh, đúng rồi. Kia chỉ để đứng làm tường. Ừ, làm tường. Chosen Avisha. Đó, bắn. Phải bắn nó sau đít nó thì mới thánh được. Thằng ngựa này đánh nhau đến gì không nhìn thua. Vãi trưởng thật. Ok, đang được cái, nó đang được cuốc. Spearman, Assyrian willing. Mấy ông Spearman này làm ăn sắp đời quá. Bọn này cứ farm cung mà bắn nhỉ? Bắn cung lành. Đấy. Mày thấy đam to quá trưởng. Thế thì còn gì ở trên. Lính speed mà đánh nhau là lính cung tên mà để nó đập cho chạy te tuổi. Vãi tay, vãi trưởng. Không hiểu luôn. Không hiểu tại sao luôn. Vì bọn này nó đang được cái buff giết người. Bọn đang ép hả? Thẳng rồi. Nó đang được quay quay hồng hồng. Ờ cái đấy là cuồng nộ ấy, cuồng nộ của Dark Ed. Anh lấy con tướng của anh ấy, con tướng bắn cung của anh bắn con tướng của nó, tướng nó phun máu rồi. Nãy giờ nó bắn linh tinh, giết 57 con rồi. Đâu tướng nó đâu nhỉ? Cái này. Không nhìn thấy đâu luôn á. Tô màu nó phát xe à?
Sao anh không nhìn thấy nó đâu nhỉ? Cùng xanh là xoay được cái nhìn nhá. Sao đội speed của mình nào từ miếng này? Ôi cây nó còn chọc cho chết hết. Cái thằng tên nó đập nghĩ ngựa đâu rồi? Mình chơi à? Ra lùa với thằng tên đấy. Tên nó yếu thế lùa gì? Lùa với thằng tên đừng để nó bắn. Học thằng mà biết bọn này nó chạy luôn. Lùa mấy thằng cái tên cho anh nhờ cá. Nhiệm vụ của cái binh chỉ mỗi lùa cái tên này. Đây đây, cho bọn giáo quay lại đi. Đúng kìa. Hướng chân. Đây gọi cái thằng xa chất đi. Có một thằng nữa kìa. Bắn kìa. Mấy thằng kiếm của nó lại mã hồi à? Nhớ rồi, hết được bút rồi. Quay hết rồi. Ăn được không tổn thất nặng quá. Nói chung là mấy thằng Spear này thì có làm được cái gì đâu. Cái tướng của mình vẫn chất thế nhở. Không đánh nhau được. Em này chắc là xinh nhất game luôn nhở. Em này mấy em Pay em nào xinh hơn nhở. Em gì? Pay. Một game chơi nha ấy. Nhớ là em này. Em này hơn nhất đúng không nhở. Sốc cho nó phát đằng sau lên cho anh. Mấy con kiếm úi xổi, quá đẹp, quá đẹp. Rút ra nhanh, kẻo anh sẹo. Rút con giáp cho nó sợ nó chết. Không chết à? Hỏi nó anh đi, quá xưởng. Bắn con ngựa của em thôi. Sao nó lì thế nhỉ? Không đủ mạnh. Đang yếu quá. Cứ đuổi nó được một tí nó lại chạy lại. Dễ mừng. Không bắn cùng tên này. Cơ mệt lắm rồi. Nó xong hết rồi đúng không? Nó vừa bảo action full, nó bảo mình là một hành động ngu ngốc à? Mẹ nó đấm chết xương, lùa cái thằng cung tên lốt này của nó cho anh. Đây này, cái thằng bắn đằng sau lưng anh này. Đây này. Đây này, đây này. Con hero của mình đánh ly đòn chết nhở. Phải cho hai con hero ra đỡ một đường nó là xong. Spearman này thì chả ra băng. Rút ra. Xong rồi. Chiến rồi. Công nhận đất đai của các vị thần tiên nhìn nó đẹp hẳn nhở. Đánh những cái vùng tối tăm mù mịt kia nhìn xấu quá. Đánh ở vùng đất mà à mình chơi Norska thì nó còn đen xì xì đấy, nó đi đâu nó đốt phá đấy, đất đai lúc nào tăm tối mù mịt. Ui cái con kia bắn chết 183 được đó. Bắn hết tên rồi đúng không? Ờ chưa hình như chưa hết. Light triumphs over darkness. Đây là bút biết cái thứ vào thì cũng ngon đấy nhỉ. Chưa ra được à? Chưa, còn nửa. Sao mà lâu thế? Ừ,
Mấy thằng lính đều nó giết nhiều quân mình thế nhỉ? Mấy thằng lính giáo kìa. Giáo của nó chất hơn giáo mình mà. À mấy thằng cung tên của nó cầm khiên nên là nó bắn cũng nó đánh nhau với kỵ binh được đúng không? Có hai thằng kìa, hai thằng cầm khiên kìa. Cầm khiên đánh kỵ binh là gì anh vua? Ờ, cái bọn Siwo của bọn 2F này xem kỵ binh lao vào đó xem có ăn đâu. Nhiều lúc mình thấy cái bọn 2F này quân của nó quái dị thật. Phun tên này còn chấm cả kỵ binh, anti-lắc. thế nó quái quăng nhỉ, Dương không nhận không? Mà quân của bọn 2F này đắt. Đắt thì nó chết. Ơ cái thằng vác dìu nó mạnh về cái gì nhỉ? Gây sốc à? Vác dìu thực ra chả bao giờ em mua. Vác dìu chơi vác dìu thằng mua thằng kia to để chém nhau còn hơn. Mua thằng Soul Master á. Soul Master. Cả con đại bàng nâu nâu cũng chả bao giờ em chơi. Ừ, anh thích con Phượng Hoàng hơn, Phượng Hoàng ném bom ấy, Phượng Hoàng lửa ấy. Con Phượng Hoàng băng anh không hay dùng mấy. Con Phượng Hoàng lửa thì cơ bản trên Tyrion ban đầu đã có một con rồi đúng không? Ở cái map, ở cái map cũ ấy, là ban đầu nó cho một con rồi. Ờ đúng rồi. Thế nên là anh chuyên dùng con đấy đi ném bom hay phết ấy. Ban đầu mà có con đấy nó ném 10 quả bom rồi. Ngon này. Xong. Chiếm được cái thành này rồi. Chiếm rồi. Con này hồi máu cũng nhanh hay sao? Con này á? Anh cũng chưa biết. Mạng của Dương có vẻ ngon hơn đấy. Alorial the Ever Queen. Không vấn đề gì lắm. Xem là thành trước nào. Đây tỉnh này nó có cái nhà lính rồi thì bỏ cái vùng này đi không xây nhà lính ở đây nữa. Vẫn phải mua thêm ít quân nữa nhỉ? Không là dẻo đó. Mua thêm mấy anh cung thủ đánh chết nghèo quá. À, đến được Dương rồi. Ủa bây giờ mới đi qua được một lượt á? Đã bảo có off lâu lắm rồi lại. Ủa mà mình không xem cái co op này thì nhiệm vụ của nó là cái gì ấy? Kiếm thành với cả giết nhau thôi. Đây, em đánh nhau quả này mới căng này. Quả nó đông hơn mình nhiều quá. Ủa nhiệm vụ rất đơn giản thôi. Chúng ta phải đông hơn mình nhiều này có ăn được không nhỉ? Settlement 200 unit 12 công nghệ. Thế thôi. Tóm lại là chuyện nó bảo mình đi tô màu thôi ạ. Nó ghi là 140 kia là chiếm hay là đốt cũng được nhỉ Dương nhỉ? Đốt cũng được. Ừ, thế thì mình chỉ cần chiếm cái đảo mình thôi là mình đi đốt hết nhỉ? Chơi quả này nó khó này. Làm sao? Sống lên. Ăn đâu đây? Yếu đừng ra gió nhá. Không bao giờ phải sợ. Anh chỉ huy cái gì bây giờ? Anh chỉ huy lính bộ. Lại thế à? Để hai con ngựa cho em. Ừ. Lính bộ thì phải có thằng tướng bảo kê cùng. Đấy cho anh một thằng tướng. Tharon của em làm gì đã có ngựa đâu? Kệ đi bộ rình rình đi chém một tướng nó. Làm nào cho thằng Tyrion gặp thằng tướng nó là xong phim. Tướng nó mà gặp tướng mình là bổ vỡ mồm luôn. Tyrion này nó cầm con kiếm bắt nạt luôn. Cầm con kiếm thần nữa thì chắc không thằng nào ăn được nó luôn. Tội thằng này chém xuyên giáp hơi. Công nhận là quang cảnh ở đất của thần tiên đẹp thế. Cái cây cũng đẹp. Ô anh công trầm cảnh trồ mãi. Nói thật mà tại anh đang chơi mấy cái map của mấy cái thằng thổ dân nó nhìn nó xấu kinh khủng, đánh đất đai thì cằn cỗi toàn ấy, nó đâu có đẹp như này.
quân thì cởi chân chung chục. Đây quang cảnh nó đẹp mỹ mãn đẹp như này. Nó có pháo đấy không? Thế thì chỉ có mỗi cách là xông lên thôi, đi đứng đồi mà chờ nó tàng. Mình bắn xa hơn nó đấy. Riêng về cái khoản lâu ra là anh Dương là nhanh lâu nhất. Cho anh cái gì đây? Mấy thằng bộ binh hết à? Lính Steer và lính hết các loại bộ binh. Anh một thằng tướng. Thằng này để em. Sao có ba thằng Steer được? Thôi bắn cung chất hơn. Quất thôi. Cung thì đứng chéo bắn hay hơn là đứng thẳng. Ủa, này chúng nó đông vãi đây. Kiểu chưa mình chưa dàn xong nó đã enter rồi. Nó không báo cáo trốn nhỉ? Nó xông lên kiểu càng tốt. Càng tốt em ơi, cứ từ từ. Kỵ binh đâu đi lùa, Acharyot đâu lùa đây. Thằng nào Kyrion bắt nạt thằng tướng của nó là xong việc này. Đường cánh. Mình có một thằng vác dìu à? Kyrion nó xông lên đi. Đừng để bọn Spear bị áp sát. Chết đấy. Charot. Ui, bắn một tí mà nó gần chết rồi kìa. Bắn vào mấy cái thằng lính giáo mà nó đang quay đít về hướng anh nhỉ. Không được, phải rỉa cung của nó chứ. Nó không dám xông vào hay quá. Của thằng này cũng là... Úi dồi. Không nhận nhìn các vị tiên đẹp hẳn. Cứ chơi mấy cái thằng mọi dợ ấy, nhìn chán quá thì tản. Tất nhiên là mình biết là nó mạnh nhưng mà nhìn nó chán lắm Dương. Chơi nó cũng bẩn bẩn kiểu gì. Đi anh ơi. Hả? À mấy thằng kiếm của nó phải cho dìu lên chém. Nếu trong Attila mà mấy thằng dìu này nó chém thì phải nói được bá chất luôn. Chưa biết tại sao. Dìu ở trong Attila thì mặc định là nó có đam xuyên giáp. Thằng nào cũng đam xuyên giáp. Chả biết đâu, đạp vào lưng nó. Uầy, đội cung tên của Dương bắn vãi trưởng thế nhở. Tôi nó thoát rồi kìa, anh ơi, gì vậy? Hả? Cái gì? Bắn mấy thằng ở đây này. À, còn em bắn, em đạp bọn cung. Bọn... bắn được chúng nó thì phải vòng ra đằng sau bắn hiệu quả. Đây. Đạt được phát được nó nát hết. Đây là bắn mình gớm nhé. Bắn mấy thằng Spear nó đang đuổi. Bắn mấy thằng Spear. Bắn mấy thằng Spear. Được buff à? Ủa nó được buff kìa, cẩn thận đấy. Cho kỵ binh vào đạp đi. Anh đạp nhiệt tình. Được biết bao nhiêu. Ui, mẹ mẹ bị dồn rồi. Anh không hiểu cái bọn ức ép kiểu gì mà ở bên ngoài mình nhìn đam của nó chỉ có mấy chục thôi vào trận. Tại sao mình soi lên nó thành hơn 200 nó là những gì vậy? Búp thì nó cũng vừa chứ cung tên mà bắn hơn 200 thì thằng nào đỡ được. Thế là tính đam theo dây. Chứ phải là bắn một phát được 200 máu đâu. Em cho 5 thằng hero tăng tầm bắn chưa vào trong quân đoàn của thằng út ép ấy. Thì em có thể em một mình em đứng một chỗ em cân cả map luôn.
hết kỵ binh rồi, chưa nào. Nào, một Chariot kìa. Chariot vẫn nhiệt tình ăn được mà. Dễ bị nói giết nhỉ. Đẹp, đẹp vãi trưởng luôn. Các vị tiên của chúng ta đẹp vãi trưởng. Mà nó vẫn thấm chứ đúng không? Ừ, thấm à, không tên rồi. 2F không nhận. Chỉ không bằng út F thôi. Út F là nó ẩn nấp được. Không nhìn thấy nó khi chỉ khi nào nó đến gần nhìn thấy đúng không? Là nó bắn rồi. Ừ. Như khi nó bắn cũng không thấy ra rồi. Nó lấp trong rừng thì không bao giờ biết được nó ở đâu luôn. Xong. À? Bọn này còn tí máu mà nó cũng không còn chịu chạy đây nè. Rồi nè. Có thằng tướng của anh ra cứu bằng Tyrion. Tyrion đang bị lính kia gì ở mất bao máu. Cái quái nào. Anh đang cho đội cung ra để bắn móc lốp ở sau lưng đính nó cho nó khỏi chết. Chạy đi, cho Tyrion chạy đi. Để diệt nhanh cái đám lính này của nó. Bắn cái đằng sau lưng ra được nữa. Lính đáo chó này. Còn chào đứa hút vào đít bọn này. Rồi để cho mấy thằng cung ra đây bắn thì mới ăn được chúng nó. Dương chưa có thằng pháp sư hồi máu. Ui. Rút ra nhanh khẩn trương. Ôi thằng Diều bị nhấp nháy này. Được khỏe đấy không nhấp nháy à. Cung tên đã hết tên rồi. Cung tên đã chính thức hết tên rồi. Đấu đấm nhau thôi. Không khéo thua, lính Spear của mình giết nháy hết rồi rồi. Sao được, chúng nó chết hết rồi. Còn kỵ binh đây là hàng thừa. Thế thì xông vào đi, còn chờ gì nữa. Xông vào. Xông vào. Vì do giỏi võ thế này mà chúng nó kém được mất nhiều máu ấy nhỉ. Đâu nhỉ? Còn quân địch ở đâu à? Chết hết rồi. Chết rồi, xong rồi mà. Cũng tàn tật, quân mình cũng tàn tật đấy. Đánh trận như này không tàn tật mới lạ bởi vì là quân mình ít hơn nó. Nhưng mà cung tên của bọn em, cung tên này bắn ác thật đấy. Cung tên bắn thấm phết. Có thằng Diều chém được nhiều kìa. Dìu chém được áp phết. Tên nữa là có ít nhất. Mấy ông lính giáo chỉ đứng chắn này. Chưa ra được. Mà trụ được. Chưa ra thừa được. Thừa nửa cây. Anh thấy anh thoát ra nhanh cực nhá. Cái bản này này nhanh lắm. Tí mẩu xong gần như là vào phát ra luôn được luôn. Ôi, mua lính đi đấm nhau tiếp nào. Đấm nhau, đấm lên. Ai da. Xong bây giờ đến lượt anh rồi. Nhiệm vụ của anh bây giờ là phải thống nhất được cái tỉnh ấy.
thống nhất được cái tỉnh. Lâu thế? Có mẫu thôi, mãi không được. Nhưng mà mạng ngon đấy, chạy được. Thế ra nó không bị giật giật được. Đánh nó giật giật chán, không trả được. Đây rồi. Rồi, nhìn thấy rồi. Sao vẫn đang waiting player kia. Đây rồi. Ngon. Cái tỉnh đấy của em là vùng 4 thành đúng không? 4 thành cơ. Ừ. Alariel the Ever Queen. Vẫn đang lượt của em à. Xem có giao thương gì được không nhỉ? Ở chết nhỉ, anh chưa chơi có ấy đúng không? Anh còn chưa thèm chơi trước gì với thằng nào. Nhưng mà mình đánh phải đánh bọn kia nên mình đừng ký hiệp. Mình đừng có ký hiệp ước hòa bình mà biết không xâm phạm gì, cũng kiểu mình kiểu gì mình spam nó mà ký là mất điểm ngoại giao kinh lắm. Nhưng mà tạm thời ban đầu thì cứ ký đi, ký giao thương thôi. Đây, không ký được thì chúng nó thằng nào mặt đỏ lòm. Chúng nó chảy chó thế kìa. Phải xử lý cái thằng đắc ép ở đây đã. Nó có giao thương với anh không ấy? Không giao được, bị chặn. Sao thế nhở? Có cảng mà. Cả hai thằng thủ đô đều là cảng mà sao không giao thương được nhở? Thằng của anh làm gì có cảng? Cái thành chính của anh là cảng mà. Cảng quái đâu, nhìn ở trên bản đồ đã thấy nó nguyên trên đất liền. Thế chắc anh phải chiếm nốt cái làng còn lại kia thì nó mới có cảng đúng không? Ừ đúng rồi, cái đấy mới có cảng. Gì? Đến được tớ à? Cái gì? Thằng nào lên cấp? Tướng lên cấp à? Tướng lên cấp thì cộng vào cái gì? Tăng vào quãng đường di chuyển đã. Chết chả mình không dùng cái mốt meo gì. Đang dạo này hay chơi mốt miếc đồ họa các thứ linh tinh cho nó đẹp. Như này thì chắc chỉ học được đến Learning Try mới học cái này thôi. Upkeep nữa. Queen of Avalon. Đủ sức để đánh đến đây không nhỉ? Đánh được. Đánh được thì phải đánh. Nhìn em này trông có con này nó hình như con này hình như nó cưỡi phải đánh tay được rồi, đánh auto tốn quân lắm. Ba thằng này cũng đánh tay à, tốn quân cực luôn. Ba thằng nó lâu rồi à, trông vào thế thôi nhưng mà mình khua một tí còn hơn không đánh auto. Nó trèo qua bờ rào sang nó đánh cho bây giờ. Lăng hoàng là end game bây giờ. End làm sao chứ? End đấy. Mình mới bổ sung thêm mấy thằng quân mới. Lại vào rồi. Mà cái bản này em có tắt cái phần đồ họa của cái hiệu ứng quang cảnh không? Bật cái hiệu ứng đấy lên nhìn ảnh nó thật quá đến nỗi không thể chơi được rồi. Có nghĩa là nếu như trời tối thì coi như nó tối xì luôn, như là buổi tối thật luôn. Xong bóng đổ bóng biếc của nó chiếu ra thì bị cái phần bị ngược sáng thì tối đen mù mịt luôn, xù xịt luôn. Không thể phun đồ họa được. Phun được nhưng mà nó thật quá thì ra không chơi được, khó chơi lắm. Như là đánh trong kiểu trời đêm mà cảnh tuyết rơi nhìn phải nói đẹp cực kỳ luôn nhưng mà chả nhìn thấy gì. Chỉ nhìn theo lá cờ để mới biết đánh nhau thôi. Ở đâu rồi? Đây rồi, đánh nhau rồi. Ừ. Cho Dương cái gì nhỉ? Vẫn như cũ đi. Ui giời, chuột phải một phát mà chúng nó chết hết mà. Gì mà phải sợ. Làm gì mà chuột phải chúng nó chết hết. Vãi.
thanh niên của năm, thanh niên hổ báo của năm. Chút phải là như nào? Cứ can trốn A xong rồi bấm chuột phải vào đống lính cho chúng nó tự đấm nhau. À biết rồi. Chả có điều gì. Rồi, cho mấy cung thủ lên trước. Xông lên. Bình tĩnh đi, cung thủ mình bắn trước được mà. Có những cây ra tay. Mấy con cây to này cực kỳ hiệu quả. Chuyện bắn máu tụt kìa. Ui dồi. Anh có con Sitter Avado nó bắn thẳng thấm. Cung anh bắn hơn cung em mà. Vì anh có ngay một đội cung xịn này từ đầu. Thế để mấy anh cây to anh đập luôn. Té tua luôn. This is madness. Shitter Avanon. As you say, to battle. Cái bánh mì nó chết rồi. Nó không ăn được. Cái tên bạc nó bắn ra man. Chết quý nhìn. Sốc vào sau lưng cái đám Steve của nó cho anh. Thế thôi à? Chỉ thế thôi à? Thế là chừng gì? Tại sao các lock của 2F này không được cưỡi rồng nhỉ? Lock 2F có cưỡi rồng mà. Lock xịn. Tất cả luôn. Xịn đã mạnh cưỡi rồng. Telic, Charion, Queen. Còn tướng nào nó không nhỉ? Hết rồi đúng không? À còn một cái thằng con trai gì? Còn một cái thằng ở bên đất của Dark Elf nữa. Thằng đấy cưỡi con gì biết. Thằng đấy anh còn chơi. Thằng đấy đi bộ rình rập. Anh chơi thằng đấy rồi. Thằng đấy chẳng cưỡi con gì. Ở rình rập bắn cung. Thế thằng đấy là thằng tồi nhất à? Thằng đấy thậm chí không có con gì để cưỡi à? Charion thì có con đấy, con. Thằng đấy mạnh. Thằng đấy nó bắn cung mạnh. Nó đứng từ xa nó bắn như pháo. Thằng đấy hình như có cái chiêu phân thân, nó có thể biến thành hai một thằng nữa hay không? Ừ. Thằng đấy thì không bằng em Queen này được. Quân của em Queen này có đội Sister Avanon mạnh hơn. Thằng đấy nó có cái bọn bắn cung rình rập gớm lắm. Mà chỉ của nó mua được thôi. Shadow Warrior đó. Shadow Walker ấy, Shadow Warrior. Nếu mà Shadow Warrior thì thằng nào cũng mua được mà. Shadow khác cơ. À? Shadow mạnh hơn, cầm hai kiếm chém độc, bắn độc. Wow. Bắn hết tên cho chém nhau vẫn mạnh. Vãi. Thế thì cần quá là lính Steve. Không vẫn cần bởi vì giờ nghĩ thế. Độc của phát. Anh vừa mới nghĩ ra cái chiến thuật ngày xưa mình chơi út ép mình mua cái lính cung lại chạy bộ thành ra nó bị động. Thực ra út ép nó đã quá mạnh rồi, dùng cái bọn đại bàng cứ bắn tên. Chứ công thành nhà. Đại bàng bắn tên bắn yếu ở trà. Yếu nhưng mà nó bay. Tên nó làm nó phát mưa là chết hết. Không nhận út ép nó bắn ra mà anh đánh Norska bị nó bắn nó chết như nhím, sợ không chịu. Norska toàn bộ cởi trần thì nó bắn như thế nhím. Ở đây, mấy cái thằng, nhưng mà để cho mấy thằng champion Marauder ấy
bọn đấy nó vào nó tăng bọn UF ngon lắm. Nó đập UF về thằng đấy phòng thủ vật lý của nó, phòng thủ vật chiến của nó cao cơ. Isha is with me. Đánh ly đòn luôn. Cái ăn lóc. Cái gì nhỉ? Nó vừa báo cái ăn lóc vào cái gì? À, mình được mở cái vùng này rồi, bây giờ mình tăng vào grow đã cho nó phát triển nhanh một xíu. Thử ấy thế nào? Thử giao thương này à? Ờ đấy, từ đó thêm ít thu nhập. Thu nhập à? À thu luôn, nhập luôn. Xây cái công trình này để có thằng hero đó nhỉ? Thằng hero hơi quan trọng ấy, hồi máu. Không, tướng của anh cũng có skill hồi máu rồi, anh chả sợ. Never. Lo của anh có skill hồi máu Alarial the Ever Queen. Nhưng mà bây giờ anh không biết anh đang cộng vào nhánh gì trước. Thằng Public Order. Thằng hồi máu. Con hero này lên cấp. Honesty itself. Hero họ cộng vào cái gì được nhỉ? Hero tăng vào đam này, đánh nhau cho sướng. Ủa đấy, ủa đấy, ủa đấy, ủa đấy. It's a blessing. Nhìn thấy không? Nhìn thấy thằng quân nó chưa gì nó lấp ló ở chân đất của anh rồi kìa. Đâu để anh thử chơi xem chơi được không? You called. You may approach and make your request. No. No. I'm listening. You are no friend. No. Lord of the Phoenix Court. Cái gì đây? Có cái thằng mà ngay cạnh Dương nó đang chiến tranh với Dương à? Một thằng 2F nó đang chiến tranh với Dương này. Đâu? Thằng hình con chim đại bàng này. Nó ở đâu nhỉ? Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ở góc phòng kia. Nó ở phía bên ngoài. Gladly. Sao mình không chơi được với thằng Dương nhỉ? À đây Alariel's rồi. Welcome. What brings you here? Sao lại không chơi được? Understood. Ồ đấy. Tóm lại là mình có nên phát triển theo kiểu đồng minh với loài người hay là chống lại loài người nhỉ? Thôi qua lượt thôi. Thôi mình có một cái hình tướng mạnh nữa, từ từ. Cái nào? À chờ cái này 5 lượt nữa. Hình như mình chưa nâng cấp được công nghệ. Tướng mình củi vãi. Chiếm nốt 2 tỉnh kia của nó đi. Đây là một đi bộ ra em xuống rồi. Đang chưa biết là cho cái thằng hero của mình cưỡi con gì nếu mà lên cấp. Dương bảo chơi cái bọn cây đời 3 hay là chơi cây đời cuối nhỉ? Đây là đời cuối luôn. Đời cuối nó chỉ có một cây thôi. Vì nếu anh chơi cây đời 3 thì không cần lính giáo nữa. Cây đời 3 làm tường là hiệu quả nhất ghê. Nhớ cái bọn cây đời 3 đánh nhau với bọn ma cà rồng sướng này. Xong rồi đấy. Nó bảo mình phải đánh ở cái cổng Phượng Hoàng thì nhận được một cái viên đá gì đó này. Cái cổng Phượng Hoàng vừa đâu. Đây. Có lính. Ôi chúng nó toàn hit vô ở trên cái tường, làm sao mình ăn được. Everqueen of Ulthuan. Chắc là chưa ăn được, bây giờ tạm thời mình phải phát triển nhà cửa ấy thôi. Nâng cấp cái tỉnh này lên.
Mua con nên mua quân mà làm gì có tiền mà mua quân. Ever Queen of Ulthuan. Quân đắt vãi chưởng. Nhưng mà không mua quân, nó vác quân sao, nó đánh cho thì làm nào nhỉ? Đây, chiến tranh với thằng nào rồi? Chiến tranh với thằng Dark Elf này. Mặc định từ đầu với thằng Dark Elf. Đấy đi. Nó ở phía bên ngoài bờ biển, làm sao đánh được? Đánh với Queen Midgate thì... Không chiếm được cái cảng... Quân đầy... Không chiếm được cái cảng đấy, nó mới là vấn đề. Quân đầy... Hai anh đánh sang bên này. Hết tiền rồi. Hết tiền. Thôi khỏi mua mấy thằng Steam, mua nguyên bọn cung. Thì em dẹp hết bọn này, em sẽ lên với anh. Một mình anh không đánh nổi chỗ này đâu. Anh không có tướng cận chiến. Anh là dẹp cùng em rồi nha anh. Anh không rút được bởi vì nó sẽ liên tục được cử quân xuống. Rút ra khỏi vùng này phát chết ngay. Quân nó đứng ngay hai lối vào đấy làm sao. Nhau rồi. À, nhau đâu đấy. Seal. Để chết hẳn bọn lính dìu của em nhé. No mercy. Ui ôi. Mẹ nó chứ. Sao? Đánh giá mình thấp thế à? Hẳn nó yếu rồi. Nó có 1-2 ba đội cung tên rồi. Đừng nhớ lính cung này là sao rồi mà thôi nhỉ? Đứng ở sau bắn vỏ mẹ nó. Nó không có kỵ binh. 4 đội spear khỏe cho lính hàng đầu, còn lại bọn kia làm quân dự bị. Cung tên chia làm hai cánh bắn chéo, hình cánh. Kéo rút về cái sườn đồi này. Thủ á? Thủ ơi, mùa đông. Sợ gì chúng nó. Cung xịn, à đến cung mình bắn xa hơn. Thật sợ. Ở chỗ này đứng là đẹp trai luôn này. Anh tự xếp quân nào đứng cho đẹp nhá. Em được chuẩn ngựa rồi. Em cầm gì vậy? Ha. Được, thằng đấy chuyên nhỉ. Đấy xem là chỗ nào có rừng cây nhỉ thôi nhỉ. Dương ơi, anh lùi lại một tí nữa đầy rừng cây nữa. Đây rồi. Nó... À nhưng mà mình công nó. Nó không lên đâu. Sao mình cứ đứng đây kiểu gì nó cũng lên. Không lên chắc... thì mình tiến lên ít được. Không cần đứng sâu quá đâu. Đứng vào tầm này để... Anh đứng tầm này để cung tên của anh cho nó có thể lấp ở sau rừng. Tên nó làm sao bắn được đến cung tên của anh. Nhưng mà anh không thích cung tên bắn cầu vồng, bắn cầu vồng đam nó giảm.
Cho nó sang này đứng sau này mấy tên mình có thể phóng đi. Đứng đợi. Ok, sao vẫn chưa start battle được nhỉ? Vào thôi. Vừa xong chưa để em start đây. Xong rồi. Không di chuyển đúng không? Nó có di chuyển không? Có. Rồi nó đến rồi. Ở đây có một con sông. Nó chạy qua con sông này chắc chắn là nó có suối đấy nhỉ? Cái này gọi là suối, sông mẹ này. Chạy dốc cần rách. Để bắn nó đi qua đấy nó bị chậm. Ừ. Hay quá, tầm bắn của cung tên. Ơ thôi. Tới rồi, tầm bắn bình thường đi. Tốc độ bình thường đi. Tên thì là có chết hết được rồi. Tên lên lại chậm chậm. Không dám xông lên là cô. Đấy nó ngử thì mình bắn bớt tên đi đấy. Nó ngu nhỉ, ngu à? Nó bị ngu à? Kinh tên này bắn đến đầy mùa mít mà hết được. Ơ, nó có mấy con Happy bay bay kìa. Hết luôn. Khử mấy con đấy đã. Khử mấy con đấy đã. Nó đang chưa biết phải đánh vào hướng nào trước hay sao ấy. Bảo vệ bọn cung tên của anh nhá. Chuẩn bị. Em có quân quái gì đâu mà bảo vệ. Quân anh cần hết rồi. Đùa nhau à? Bọn bắn cung này ngon. Ở đâu? Assyrian willing. Understood. Mẹ mấy con Happy mà nó cắn mình đau phết nhỉ? Thì anh có lính giáo đánh nhau đi. Đang xông lên rồi. Giáo khỏe cái kia mà. Lính giáo phun máu ở đây này. Orders received. We will prevail. Yes, as you say. Lurkoi. Assa attack. Thì rồi, mày lùa. Lùa lên 2 đám cung của nó đi. Còn 3 đám cung nó bắn. Spearmen, ancestors, archers, ancestors. Cung của mình đứng trong rừng, sợ gì? Without fail. Vãi chưa? Without fail. For the king. Xem nào, là cho thằng tướng của em ra khử đánh tay đôi với thằng tướng của nó đi. Đúng quá, không ai giải cứu. Sao nó bắn chết hết cả quân mình rồi kìa. Nó đã búp à? Thế giữ xử cái đội cung tên nó trước. Cái binh của ông Dương đang lùa cung tên nó à? Mẹ mấy cái con Happy nó còn có. Happy còn có mấy con mà nó cũng làm quẩy láo thế nhỉ? Các bạn linh giáo ra chơi đi. Sợ gì? Nó xong rồi.
Cho thằng tướng thoát được chưa đấy? Chưa thoát được à? Vừa đánh nhau rồi. Cử một thằng giáo ra. Đấy, cho Yốt ra giải cứu ạ. Cả công tên tập trung bắn tướng nó cho anh. Forward. We away. Bắn thấm phết anh rồi. Forward. Without question. Tướng nó đang tụt máu ở mầm luôn này. Archers. Hurry up. Nó hết lính tầm xa rồi đúng không? Chỉ còn mấy thằng binh. Rồi. Cho quân cả ba đội của mình ra hỗ trợ Charion Spearman. Super. Ô, thằng này hết tên rồi thì rút ra, đừng có cận chiến vãi chưởng. Hết tên thì xông vào cận chiến luôn rồi. Ủi có quân nó. Ô kìa, gần hết tên rồi. Cũng gần hết, tướng nó gần chết rồi rồi. Nhưng mà mình cũng hết tên rồi. Ê, để tướng em, anh bắn mọi lính kia đi. Thôi rồi, đoàn nào cũng còn tí tên thôi. Hết rồi mà. Em chạy tới đây là chắc hết tên. Dứt điểm đấy. Chém. Cứ kịp chèn gọi là thua. Ngon. Nghĩa là có thêm đất để mua quân. Em chiến được hết cái tỉnh đấy chưa? À còn một thành nữa đúng không? Còn một cái nữa. Thành của em được 4 tỉnh, 4 là một tỉnh của em được 4 thành rồi. Ban đầu của em là có mỗi một thành to thôi đúng không? Ban đầu mỗi một thành to. Nhưng của em xong cái thằng đấy phát là yên bình rồi, còn lo gì đâu. Chiến tranh với cái thằng 2F ở phía ngoài đúng không? Thì đàm phán hòa bình nó sẽ nói chịu. 2F xung quanh nó đỏ lòm. Đàm phán hòa bình nó sẽ được. Xem. Đã ra. Ui, nhanh nhé. Vào phan cái là ra luôn rồi. Lâu vãi. Anh ra ngay một tức.
đây rồi. Đây rồi. Đã nhìn thấy ông Dương tai to rồi. My strength grows. Còn một tỉnh, cái tỉnh kia nó mới khôi phục mà chẳng có quân, xong rồi, coi như xong. Chắc em phải đánh nhau với cái thằng ở phía bên ngoài của em kia kìa. Nhìn thấy không? Chiếm đốt cái tỉnh kia xong rồi đánh nhau với thằng 2F ở phía ngoài ấy. Nhìn thấy không? Nó đang chiến tranh với em mà. Để xem có cách nào không phải đánh nhau. Đàm phán với nó ấy. Trước mắt là hòa bình đã đúng không? Nếu em đàm phán được với nó thì tốt quá, thì lên đánh cùng anh để mở cái cổng trên kia đã. Xong anh xuống anh cùng em khử lốt chỗ đấy. Video này chơi nguyên lính đêm luôn. Lính của nó hơi bị chất đấy. Nó có skill cộng với lính đêm. À ừ đúng rồi. Ngon bổ rẻ, thế là lành. Ờ, công nhận. Ever Queen. Hết tiền rồi, đã hết tiền rồi, nghèo vãi. Ever Queen of Althwar. Được so mua được thằng hero. Nhưng mà không đánh. Of Light. Không đánh được cái cổng đại bàng này đâu, cổng phượng hoàng này đâu. Chắc phải nhờ Dương đại ca, Dương đại hiệp lên đây ngăn được. Lính của nó bình thường thôi, nhưng mà nó có tường thành mà mình trèo lên tường thành thì mình chết chắc. Alariel the Radiant. Thế nó mới khó chứ nhỉ. 16. Ever Queen. Chẳng mua được cái gì mà cha làm được cái gì. Chết rồi, cái thằng con chim này nó đã đến đây rồi. Chắc phải đánh nhau với nó thôi. Nó gạ đòn. Defender of the I can speak. Pray tell, what brings you before us, misguided? Thằng khỉ này nó không chịu à. Most astute. Train là được rồi, cứ chỉ cần train là được rồi. I cannot do this. Your best, the Phoenix King welcomes all. Thằng khỉ nào chịu train này. Or otherwise. A foolish suggestion. Mấy thằng 2F này mặt nó bê xì xì này. You are no friend of the Phoenix Court. Kiểu gì bây giờ? How can I assist you? Mấy cái thằng 2F thằng nào mặt nó cũng đen xì xì Dương ạ. Protector of the Ever. Trả lại cho em chiếc khăn ngày nào luôn. Diệt lốt thành kia đi. Dạ rồi. Sau đó ra khử cái thằng tiên kia đúng không? Araya. Có đàm phán hòa bình được với thằng kia không? Để em thử xem. Auto chỗ này à? Easy. Auto lên gì đó. Quá easy đúng không? Đàm phán được thì lên đất của anh nhá. The gods are pleased. Anh chỉ cần mở được cái cổng ấy ra thì anh có thể rút quân về rồi. Cái phía bên ngoài này hình như có mỏ vàng phải không Dương? Đây này, tỉnh này, à đúng rồi, cho dơ quản lý cái tỉnh có mỏ vàng đi rồi. Từ lẽ thì em xây dựng thì đã. Chiếm được có một tỉnh nhưng mà có gì đâu mà nhiều. Đàm phán được hòa bình với thằng đấy không? Chưa thử đợi em thì. Cùng lắm thì bơm nó ít tiền vào mặt, lót tay cho nó tí đi. Không được.
Không chịu à? Nó phải đánh nhau với thằng nào đấy chứ không được. Thằng em mang quân đang đập nó luôn. Ăn đâu? Sao là nó có mấy từ thành? Thám thính nữa. Nó có... Hồi quân thì đã. Nó có hai cái hai thành nhưng mà. Ừ. Cùng một tỉnh. Thằng to hơi khó. Ờ, thằng to thì không công được đâu. Trừ khi mà mình giữ nó ra, nó đánh ở ngoài ấy Dương. Đứng ngay, cái nó đứng ngay ở cổng thành ấy, thì mình đánh luôn cái thằng đứng ở ngoài ấy. Thì quân ở trong thành nó chui ra, nó tiếp viện ấy. Giết bằng sạch cái bọn đấy thì lúc đấy công thành không phải là công nữa. Chỉ có mỗi cách đấy là nhàn nhất nếu mà không muốn công thành. Rồi, đã thông báo một thanh niên đã ra đi. Bây giờ anh ngồi đấy thế nào? Không đi gặp nhau à? Anh chưa biết. Anh đang tích ít tiền, anh có tiền đâu. Cả lân công nghệ lên stand này. Bây giờ mình có dáng vòng ở đây không nhỉ? Thử cái điều này xem nó có đánh mình không? Sợ nó ra nó đánh mình thôi. Còn đấy bọn đồng minh mà. Không, anh đi xuyên qua tường được mà. Trừ khi ở đây, đi đấy, đi sang bới phá mấy cái thành ghẻ của nó. Đất của anh mấy lượt trước nó chưa trị an tốt nên anh phải bảo vệ. Bây giờ mới trị an được. À, mua được thằng hero rồi. À, nhưng tốt nhất bây giờ mình chưa mua bởi vì mình chưa có uy tín đủ cao để mua hero xịn. Anh rất thích cái thằng hero này này, tăng 1 public order cho tất cả các province và 5 public order cho cái vùng mà nó đang đứng. Skin đấy ấy. Ngon mà đúng không? Nào hay ho đấy. À, gần như thằng hero nào cũng có cái skill đấy mà. 5 lượt nữa. À, tướng phải level 5 mới được, tướng của mình level mấy? Mistress of the Undying Forest. Cái nhiệm vụ mà anh chiếm được con không lên nhận cái kiếm vội thằng Dương nhỉ? Cầm cái kiếm lửa ấy. Inspecting the garrison. Cầm kiếm chỉ để đấm đau. Mà mất hết nhiều, nhưng mà nó mất nhiều thứ lắm ấy. À, mất upkeep này, mất điểm ngoại giao này, nó mất tóm lại này. Cái đấy thì cuối game cầm thôi. Con khốn này nó không chịu hòa bình. Nó bảo Dương là cái gì mà nó phải hòa bình. Phải đánh rồi, nhờn quá. Nhờn quá. Ra luôn. Từ đã hồi máu đã. Chạy thoải mái, đi bước dài, hoài hồi thoải mái. Nhà cửa public order đang hơi yếu. Ôi ôi. Lại chưa biết cái bò thằng ma cà rồng mới thì nó sẽ chui ra từ cái chỗ nào nhỉ? Ở bên chỗ bên kia kìa, gần cái thằng Techlix này. Ờ. Sao nó làm gì? Đi hát rong trên biển xong rồi gặp chỗ nào đánh chỗ đấy à?
Đâu, nó có nhà mà. Đang có nhà sẵn của bọn đấy rồi này. Vampire Coast này. Ở bãi biển này. Chỗ nào? Sao anh không nhìn thấy cái faction này bao giờ nhỉ? Có, anh đánh thằng Techlist thì thật là thấy ngay bên cạnh. Trừ 50% tiền từ giao thương nhưng được 18 điểm uy tín. Tiền thì bây giờ cũng quan trọng, nhưng uy tín anh cần hơn. Anh chưa có cái gì cũng tăng uy tín. Alariel, Everqueen, the greater good. Đánh nhau rồi. Đây, đang vác quân đi đây. Xây tí gỗ. Nó lại đi cổng kia sang với phang nó hổ hai cái nhà của anh, buồn cười. Chuẩn đấy. Dễ lắm. Against the darkness. Ai à, đi spam nó à. Spam rồi làm gì ạ? Spam nó à. Mua vài lính xịn xịn hơn tí. Quân của em thì có cái lính gì xịn nữa hơn đâu nhỉ? Ở cái đời đầu này làm gì có lính nào khác đâu. Có mấy thằng cung tên xịn hơn thôi đúng không? Có thằng vừa bắn tên vừa cầm giáo ấy. Sigur đó. Sigur phải lính đời 3 mới tuyển được đúng không? Đâu đời 2. Đời 2 à? Đời 3, đời 3 là thằng vừa cầm khiên vừa cầm giáp. Vừa cầm khiên vừa cầm giáo. Thằng này chỉ cầm giáo không cầm khiên. Vừa trang bị khiên, vừa trang bị speed, vừa có cung tên. Quá dị nhỉ? You stand before the mistress of the undying forest. Đừng bảo thằng này nó tuyên chiến mình thôi, chết rồi. Dương nhìn thấy cái thằng bỏ mẹ nó ngay trên anh không? Anh đoán khả năng rất cao nó chuẩn bị đánh nhau với anh. Đâu, chúng nó đang bận đánh nhau lên lẫn nhau. Ờ, nó báo là bỏ điểm ngoại. Đánh nhau ở Mỹ. Bỏ hiệp ước hòa bình à? Ờ. Thằng ở giữa anh em mình nó cũng nguy hiểm nhỉ, mặt nó đỏ lòm. Ừ. Thế quái nào hai ép kiểu gì mà ghét nhau như chó này. Ôi. Đây. Thấy có thanh niên đang mò lên. Mò lên anh cũng phải đánh cái thành của mày đã. Alariel the Everqueen. Weep tears. Sao cái thanh sức mạnh của mình nó thấp tè này nhỉ? Mà mấy quân của mình đông này mà. Sound the horn of Isha. Thanh thấp như này là phải đánh tay rồi, không là thua. Lần này chưa? Ơ, thế mà thanh nó bằng nhau ấy. Thanh sức mạnh của mình với nó bằng nhau ấy. Lần này cho Dương chỉ huy bộ binh, anh nghịch mấy thằng kia tí. Cho đổi kiểu tí. Được. Chẳng gì. Cung tên em cứ cho lên sông thẳng lên, em rỉa trước thì chia làm hai phe hướng tấn công bắn, chết bấm thôi. Vã chết đội cung tên nó là xong. Mặc định nó từ các cái bản trước rồi, lính spy là chuyên để chống kỵ binh nhỉ.
lính kiếm như là mạnh về phòng thủ, mạnh về giáp và phòng thủ, lính dìu mạnh về đam. Ui, nhưng mà dìu ở trong Attila nó mới gọi là ghê. Để mấy thằng dìu nó lao từ đằng sau lưng vào nó bổ cho thì chỉ khoảng tí là thấy chạy hết. Đâu rồi? Attila có bọn Viking. Mấy thằng Long Be. Mà không, chơi mấy thằng Long Be ấy. Vào rồi. Rồi, cho dương tất cả lực lượng bộ binh mình luôn. Spearman, it shall be done. As you say, it shall be done. Cho lốt em này để còn biết đường chỉ đạo. À chết. Illyrian Reavers. Lung linh là lên luôn. Được chưa? Được chưa? Rồi rồi, chiến này. Trời ơi, quang cảnh đẹp thế này. Xem sứ mắt vãi. Bây nhỏ. Bọn lính của nó. Lính cung của nó cũng có khiên. Chính xác. Rồi, đừng bắn vào bọn đấy nữa, anh đang sốc. Rồi, bắn bắn cận chiến của nó đi. Bọn tầm xa đã xong rồi. Úi xù. Úi xù. Mấy con ngựa đầy đầu này mà đánh cũng ngon phết nhỉ. Hai F nó có đội ngựa cái gì nhỉ? Princess Dragon à, đúng không nhỉ Dương nhỉ? Úi giời. Úi, bọn này bay như chim. Mấy em Sister Avernon thì chạy hơi máu ấy. Thôi khỏi phải bắn bọn này nữa, để anh sốc lốt phát nữa là xong. Rồi, bây giờ thì đến bọn đằng sau lên. Úi dồi ôi. Đó là ăn tên của mình, vỡ ngồm đấy. Thấy kỵ binh anh điều khiển hiệu quả rất dương nhiều. Đó, xong rồi. Thôi có gói, trận này công thành. Cứ để nó bắn nhau. Trận này công thành thì không cần phải đánh lâu đâu mà. Không cần phải truy sát. Rồi, chết có 34 thằng. Thế mà đánh auto chắc phải chết vài trăm thằng. Dương nhìn đội kỵ binh của anh kìa. Chết à, giết được nhiều. Rồi, nhiều. Thế mọi là đi lùa chứ. Ờ, đang quen chơi Attila, sử dụng cái đội xạ kỵ của Hung Nô. Chơi La Mã nhưng mà lại tuyển xạ kỵ Hung Nô để đi đánh nhau. Sướng. La Mã bộ binh của nó thì quá chất rồi đúng không? Nhưng mà nó lại yếu là nó không có kỵ binh mạnh. Nên là mình tuyển ngay mấy anh kỵ binh của Hung Nô. Đây là mã có thằng lính giáo mạnh hay sao nhỉ? Lính kiếm, lính giáo của nó đều mạnh. Nói chung bộ binh của Tây La Mã là mạnh nhất luôn. Lính spear của nó cũng rất mạnh mà lính kiếm của nó cũng mạnh.
Nó chỉ có một cái điểm yếu duy nhất, đó là kỵ binh của nó thì quá tồi. Kỵ của nó thì kỵ đời cuối của nó cũng tạm tạm đấy, nhưng nói chung là để mà chạy thì không chạy được với bọn xạ kỵ. Tính ra đánh Attila hay phết. Quá, ừ hay mà. Xong chưa? Một màu nữa thôi. À, sao lần này mình với Dương có vẻ bằng bằng nhau hay sao này? Ai rồi? Praise ra chưa? Chưa, còn tí nữa. Đấy rồi. Bằng nhau à? We will make you welcome. My light shines bright. Tướng của mình lên cấp 4 này. Alariel the Ever Queen. Đấy nó bị đỏ đỏ. Tăng vào cái hồi noble đó. And true. Sao cái khu này nó lại có cái vùng bị sa mạc hóa này nhỉ? Chịu chết. Cả hòn đảo xinh đẹp và tự nhiên có vùng sa mạc hóa nó lòi mắt. Chỗ nào? Cái thành của anh đang ở ấy. Cái chỗ đấy nó giáp phải đang ép nó chả thế. Bây giờ anh chiếm vài lượt nữa cây cối nó mọc lại ngay. Priestess Avisha. Tỉnh này không có gì. The goddess forbids it. Welcome. Mà mình cũng không có gì để làm luôn. Không có gì để làm luôn. Đây rồi, được nhau rồi. Kill them. Chạy thế mà không đến biên nhỉ. Vượng của đông ạ. Ăn được không đây? Không ăn được thì tuyển thêm đạo nữa nhá. Không kéo lại. Chết không kịp ngáp, tỏi. Bao vây nó đã tính. Bắt nó phải ra đấy nhá. If you wish. Nó phun quân cộng mấy đơn vị trong thành nữa mà. Trong thành cũng chỉ có 6 thằng thôi. 7 thằng, cả một thằng tướng. Kinh thế à? Tyrion, bỏ mẹ. Heir of Anarion. Càng ấy. Căng đấy nhỉ, khả năng phải mua thêm. Protector of the Everqueen. Một quân đoàn nữa, đủ tiền nuôi không? Setting forth. Không. Đang lên cấp cái thứ nghèo lắm. Anh còn chưa phun được, em đã phun được là giỏi lắm rồi. Cái lính bọn này rẻ. Rẻ cũng không có bọn tiền. Này nó có cái trưởng trừ 35% upkeep của bọn lính này mà. Có cái trưởng gì như vậy nhỉ? Có cái khả năng riêng của nó ấy. À cái skin của dành riêng cho thằng Tyrion này gì? Ừ. Thằng Tyrion này chơi như lính rẻ mà. Bây giờ mà mấy thằng đắc ép kia mà nó quay giáo ra nó đánh anh là anh SML luôn. Bây giờ cái thằng xanh xanh này mà nó đánh em thì em cũng sấp mặt luôn. Ăn được cái thành chỗ đấy không? Ăn, nếu không ăn được thì đốt luôn. Đốt cho nó rút. Ôi. Kìa. Xong. Hơn sau là mất thành. Cũng có thể. Hoặc cũng có thể trận này là quyết định mình sẽ thắng nó.
À, được đập bưởi nhỉ. Nó có 7 đơn vị quân. Thành của Minh Thủ có mỗi mấy thằng cung đều. Có một đội kỵ binh. Kỵ binh là kỵ binh bắn cung nhắm thường. Servant of Light. Nó chỉ có thể đánh được thành đấy và thành này. Nên thành ngang nhau. Light of Avalon. Further onward. My loyal subjects. Kiểu này phải giữ đòn nó. My vision's perfect failure. Đưa một thằng tướng cùi cùi đến đây gác được không nhỉ? 15 điểm. Có một thằng tướng vẫn hơn nhưng đúng không Dương? Kíp có 200 thôi mà cũng đâu có đắt lắm. Mua tướng sĩ thì mình chưa đủ điểm. Đây rồi, trừ có cái thằng tướng nó trừ 10% trừ 10% upkeep cho cung thủ và Lady of the Phoenix Court, Princess of the Azure. What is this foolishness? Nó 7 thằng quân, mình cũng 7, sợ gì? Queen of Avalon. Chuyện này là liều đấy. Khả năng mình. Đây mới là liều đây này. Alario. Liều liệu có ăn nhiều được không? No mercy. Về cơ bản thì là mình sẽ sấp mặt. Mình được vây đấy đã. Wise indeed. Vậy đã. Kill them. Bao nhiêu lượt nó rồi? Bao nhiêu lượt thì nó chết đói? 12. Ủa thì còn mít mùa. Ủa, đang muốn mua tướng mới mà toàn tướng tàn tật này. Phải có điểm uy tín cao thì mua được tướng sĩ. Đây, có con này không tệ lắm này. Phải có điểm uy tín của nó 60 điểm thì mua cái thằng tướng 60 điểm uy tín thì nó mới mạnh. Không có thời gian ấy. Mà lấy đâu ra điểm mới bắt đầu này. Xem nó có chơi mình không? Chơi đấy, nó chơi, nó oánh anh trước rồi. Sẽ đánh mình đó. Mà quân của mình bằng quân đánh của là cái chắc. Quân của mình à, quân số bằng quân của nó. Nó không đánh thì sao nhỉ? Qua lượt nó rồi thì sao nhỉ? Không biết. Ta đến rồi. Rồi sao chạy đây? Nhá. Không ăn được à? Chạy đợi thằng tướng kia đến. Chạy đợi thằng tướng kia đến. Tướng kia ít nhất cũng tăng thêm một ít sức mạnh. Ôi tôi chết rồi. Sao nó chơi hai đạo quân đánh mình à? Thôi thôi thôi, auto đi. Hai đạo thì làm sao mà đỡ nổi nữa. Ủa, nó còn toàn lính kiếm. Toàn lính cầm hai kiếm à? Cướp, của cướp. Nó khôn phết đấy nhỉ? Quả đấy mà nó chiếm là nó chết. Thằng tướng kia của anh nó đuổi tới là nó chết. Ủa, khổ thân em tướng của mình vừa mới ra lò được có mấy phút đã lại chết rồi. Đã rồi, để đấy chỉ có rửa nhục cho em. Send my maidens. Phá hỏng hết nhà mình. Gửi được không? Không tới. Cay nhỉ? Không sao, bình thường. Cướp mất của mình ít tiền thôi. Priestess of Isha. Ăn được, ăn được, ăn được. À,
mua mấy thằng cây rẻ bèo này thì nó có hơn gì không nhỉ? Mấy thằng cây có vẻ đam to mấy thằng kiếm đấy chứ nhỉ? Được chưa? Đam to hơn kháng vật lý nữa. Đây là kháng vật lý mà anh chỉ vào xem. Anh khỏe hơn là chắc. Nhưng mà mỗi cái là không có khiên. À, không chống, chống được một tên. Một khiên được. Này là bị nó bắn cho là vỡ mặt. Nhưng mà con này nó được cái sợ hãi, nó gọi là sợ hãi từ năm leadership của quân địch kia kìa. Không tệ thế nào. Nó đánh đáp kết khỏe hợp hơn. Đấm khỏe hơn. Nói chung là chia ra nửa cây nửa người. Thằng khỉ này. Nghĩ sao nếu mà đội cận vệ Phượng Hoàng mà đi cùng với ma cây khổng lồ nhỉ? Thừa thãi. Một sắc cây hay là Phượng Hoàng. Duty calls. Chiều rồi đi đã. Seal. Em diệt được thằng đấy xong thì em thì mới có thể cứu giúp của anh trên kia được. Một mình anh trên kia không ăn được cái thành của nó. Thành của nó mắc kẹt à? Ừ. Tiến thoái lưỡng nan. Đây, kéo quân sang đánh nó lại. Nó chui vào cổng. Ờ, nó chui vào cổng. Ambush được không nhỉ? Thử nào. Ambush nào lại quay lại phá nốt cái thành. Không, ambush thì được. Ambush đúng ở cái gần. Nó phá cho nó mà phá xong bắt mình xây lại còn nhục nữa. Ờ. Cái thằng 2F kia nó cứ đi ra chỗ đất đấy, sau đầu tự dưng nó tuyên chiến với Hứa Dương phát, nên là tôi Dương bị kẹp giữa hai thằng. Xong phim. Em ghê. cái thằng xanh xanh kia kìa, nhìn thấy không? Nó ra nó bảo tuyên chiến Dương phát. Ok, thằng chó chết này nó lại vào nó cướp tiếp à? Không biết nó chiếm hay nó cướp, nó đốt. Anh nghĩ nó đốt này. Chiếm à? Chiếm thì nó ngu rồi. Chiếm thì nó mất luôn. Mất chơi rồi. Nó chiếm thành đấy anh em bị mất chuôi. Ờ mất cái đường. Anh phải chiếm lại cái đấy nhanh. Giảm tiền thôi nhưng mà cậu này đã. Mistress of the Undying Forest. Nó lại chui đâu ra mấy cái ông Alariel. Weep tears. Cái điểm đấy, cái đường đấy nó nối liền với cái thủ đô. Ồ. Cái quái nào mà quân của nó lúc nào cái thanh sức mạnh của mình thấp thế nhỉ? To battle. Còn nó đông cái này. Có cái quân gì đâu? Mình có hai thằng ma cây rồi. Lại cho Dương chỉ huy bọn bộ binh. Cái thành kia liệu Dương có ăn được đây? Được, có thêm con này là ăn chắc. À. Mình trên này bị mắc kẹt. Tyrion của Dương mà chưa cưỡi ngựa là leo tường được. Là leo lên thì mới đánh nhau được với bọn cận vệ Phượng Hoàng. Tướng của anh cùi quá, tướng của anh chỉ búp thôi chứ không ăn được. Có thể đứng dưới búp cho Dương được nhỉ? Búp máu được mà. Búp thế là mạnh. Búp thế là mạnh rồi.
Búp nguyên cho thằng Chiron của em thôi. Thì may ra mới ăn được. Còn đánh bộ một mình tướng của anh không ăn được. Tướng của anh nó chỉ thiên về búp. Ô, vào chưa? Đây. It will be done. Alariel the Ever Queen. Yes. For duty. Sao quân anh bị trừ leadership cơ gớm nhỉ? Sao bị trừ nữa hả? Trừ cái gì mà trừ? Được chưa? Rồi, quất đấy. Quất à? Quất luôn. Sao bình thường cái các cái bản khác mình không có pháo là chúng nó không bao giờ nó xông lên được, tại sao bản này nó xông lên nhỉ? Không biết, chắc tại lính nó bắn cung yếu, bắn cung nó tầm xa ngắn. Có thể. Đáng ép thì trông chất phết đi. Nó có mấy đội cung ở trong góc cũng chả. Phải giáp trâu phết. À 10. Bọn nào giáp trâu? Đấy là lính kiếm của nó ấy. Cái lính ấy rẻ mà ngon nhỉ. Nhưng đấy lính đời 2 đúng không? Lính Shida nha. Chính xác. Speed đi, tung tên để đấy anh. Lùa mấy thằng Speed, nó đang đuổi cái binh của anh kìa. Bắn mấy thằng Speed anh rồi. Nó đang chạy ngay đằng sau lưng anh. Đấy, rồi bắn tung tên này để đấy anh lùa. Bắn vào mấy thằng tung tên nha, thằng đấy đúng rồi. Còn bọn tung tên cứ để anh. Assert forward, move, kill them. Đánh cho nó chết hẳn. Dễ mới ăn được. Nó mới treo cờ thôi là chưa ăn thua đâu. Tinh thần à, nó đang được búp cái gì nhỉ? Búp tinh thần chiến đấu lên này. Cuồng nộ. Cuồng vào mắt. Tướng ở đâu nhỉ? Không có tướng. À đây. Có những tướng ở đây này. Bắn thẳng tên vào tướng nó đây này. Đây. Cho con cung hero của em bắn thằng tướng đấy. Đang bắn nhiệt tình nhỉ. To battle.
và anh cái đội kỵ binh của mình lùa khắp nơi. Thắng chưa? Xong. Mày cái tội láo này. Có lẽ kết thúc tập này đây đi. Tập sau mới bắt đầu để xem Dương làm ăn như nào với cái thằng kia. Lâu thế nhỉ? Có chưa già, còn dài không? Đi thôi. Cái bản Tam Quốc này thấy xem cái video thấy chúng nó leo thành nhìn trông như chán nhỉ Dương nhỉ? Cảm giác nhìn thấy bằng dây cho cũng được, nhìn trông nó phế phế nào ấy, tàu khựa như thế thôi. Bản này mới là điều này, tự nhiên rút cả thang ở trong túi quần ra bắc lên. À, đúng ra phải có mấy thằng vác thang chạy ầm ầm đến, nó giống phim nhỉ. Dương mà không ăn được thằng bên dưới thì Alariel the Ever Queen. Dương mà không ăn được thằng bên dưới thì mình cũng mệt theo. Xây cái tường thành lên. Thôi nghỉ thôi. Lần sau chơi tiếp. À, có lẽ tạm thời bọn mình xin dừng cái video hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của anh em mình. Nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của bọn mình thì bạn có thể đăng ký kênh là Tôi Tăng Qua Tuyên Quang và kênh Dương Keppy trên YouTube. Mong các bạn sẽ ủng hộ bọn mình nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới. Và hãy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Their soul is pure. Buồn ngủ quá. Nghỉ thôi. Chào đi. Ok, bye bye.